rồi bỏ đi thì mẹ cứ cáo nhau và theo dõi nhỏ em. Ừ, đang bật mấy cái quan sát đây. Thế nào ấy là có chơi chơi không chơi chơi thì hít ai? Anh kéo. Đang thua cay à? Cay đéo đi. Chơi tí là thằng cu rút đi mẹ. Thằng cu rút chứ vợ rút đéo đâu. Đéo mà cu cái kiểu gì ngu á. Mình vợ ơi. Mình ngu. Thằng dậy nó đi rút đây mà. Thì ăn thì trước ăn dậy giờ ăn quen nó rút cho thằng. Tôi ghi mẹ đi. Ăn chứ nào lên đi. Bình tĩnh đang phát trực tiếp đợi đi. Thua thì không được cay cú. Người ta bảo rồi. Cay đéo đi. Kinh nhờ. Địch mẹ cái thằng chưa lấy vợ chưa nói đúng nào. Cú rút. Gì? Lấy đi. Anh chạy đéo đâu, anh đang cày anh mà chạy đâu. Quân đi ngủ đi. Không chú, cái chú thông đi, chú đang thua, chú đang cay bố này. À, tại con rút dây mạng này mà chú đấy thua, chú đang cay bố đấy. Ừ. Con đừng rút dây mạng này nhá. Nhớ chưa? Thông ơi. Thông đang buồn đấy nhở? Dũng ơi, Phúc ơi, ờ chú giận mua, nói chuyện với Thông cái cho đỡ buồn đấy. Đang cay cái trận trước. Cảm ơn Thông nhá. Ủa, mẹ, trời ơi. Thông có lại tình cảm là phi con vui cho tao ăn. Thank you.
Không cần mắc xe à? Nghe con voi à, đúng không? Nghe con voi à? Con chưa ăn đâu, mình ăn đi. Mình vừa câu về à? Câu con voi ở xa hơn. Trời, mình vừa câu về đấy đúng không? Ừ, nhưng mà xa hơn. Thế còn con voi nào nữa? Ở đây vẫn còn hai con nữa đi. Cái gì đóng cửa lại đi. Nếu để cửa cho bố tí mô 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 ngủ nha. Bắt con voi nào không Dũng ơ? Ở đây còn hai con nữa đi. Bắt cả hai à? Ừ. Thế cho voi. Đấy. Còn con nào nữa? Hết rồi, nhà này con là kéo mắm đấy. Cũng có tao mới ăn con quân đúng không? Thì tao ăn một con thôi, nhà này con đi. Có thay đéo đâu. Thì vừa ăn được, à, đi lên một tí là đi xong mới chắc bên tay phải một tí nữa. Đấy chắc bên tay phải một tí là bên đây. Thấy không? Không. Ui. Chết về phía hướng nhà tao á. Nhìn ra nè. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ờ,
Mia là lên được cung á, lên mẹ ăn cung A đi.
Đẩy lên cho mà một đấy, cứ đẩy dần dần lên.
100 nào. Sáu giờ cơ mà Dũng ơi, 6 giờ. Đấy Dũng 6 giờ cơ mà. Mày biết gì không? Để nào đấy. Đi sát vào cánh rừng á, đi sát vào cánh rừng Dũng ơi. Mà ra được vài cục công hoa gì. Bên đấy nửa kích à. Lúc nãy đang thua mẹ méo hết mồm khóc. Không được cay cú nữa chứ à? Thua thì phải chấp nhận những cay cú. Nhanh lên cho tao nghỉ đấy.
Ăn kêu vào đi. Chém thì đâu có thằng nào đánh phù đâu. Anh xin không đánh phù đâu nên là cứ trông chém với trôi đi này. Thông có hốc không? Hả? Nếu mà Phúc mà sợ giống thì thủ phù. Cảm thấy mà sợ thì thủ phù. Nếu mà quay dùng đéo ra gì thì có thể đánh thẳng cung. Được ra góc rồi
cánh phúc hộ nhá. Thank you.
Cái gì ta? Cái nào ta? Ông có đánh ngu này. Ông đi đây.
thằng lồn rủng kia mẹ chưa gì cứ kêu oai oai. Ủa thằng bút mãi á. Để cho cái thằng lồn ăn lùa cho như là chú bất đại. Ôi ôi ôi. Chém bánh lau đi. Tỷ số mấy rồi mày? 2-1. Cái mà lực tao khỏe nhờ. Chứ mà nó đang xem live stream à? Đang xem live stream. Thấy cái lực khỏe đúng không? À không, nhưng mà thằng Phúc nó ngu. Đạo lý thằng Phúc kia. Đợi lại tao viên máy cho thằng Phúc nha. Để cho tỷ số là 3-1. Thì đang hỏi thằng Phúc. Thằng nào mà đứng chơi người đây là hết. Đánh ngu thật đi. AC lên ngang lên rồi đánh. Không có trận Maxini không có hốc nào. Không với thằng Ola la mạc lắm đấy. Đi Thank you.
phải quá sân mép và nổ mẹ ăn không? Dưới thì nói là mía. Dưới lộn nhớ đủ lộn luôn này. Tao ơi, tao ăn rồi. Điểm nhau mà ăn. Gặp thằng Phúc Ngộ nha. Không lên sớm à, Phúc lên sớm à. Thank you.
biết thần tượng hài đó. Lên được chưa? Đương nhiên là mạng bệnh đánh công rồi. Sao
để tao mượn thằng này. Mày đang ghét, mày đang đánh chém à? Dạ, cứ chưa ra là bị sư tử đất. Cay thật. Đang em hiểu đi chưa? Anh sẽ đến cho anh hiểu đi. Bài điều đủ Rồi cái chỗ đen đen này. Rồi cái chỗ đen đen nữa rồi. Đây ăn về hưu cái đủ. Đó, là biết cay quả nằm đấy mà. Rồi hưu. Trên. Chẳng có ngu thật. Hả? Đang đi đâu kìa?
chạy đi, chạy đi, quá đi. Nhanh chạy đi. Nhớ đủ lên đánh xe à. Mê hâm được người nịch đi. Đúng rồi mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng chắc nó đang điều điều cung với mày hả? Ờ, nó đang bắt cung với tao. Nó đang điều cung mà nó tao. Nó bò đi còn dò mày quá rồi còn để dành đây. Điều mở phút thì đưa tính tiền của túi đi, đúng không? Này. Thông anh đeo ra được đạn rồi, tao ăn vàng rồi. Thông anh tạt sang tao. Quả chắc anh đang điều cung với mi hả? Đi đi. Anh điều ra mà chết cả một kích dân. Thông ơi. Bên kia này có thì đâu đéo đâu gì. Các lại. Lập mạng đi. Lập mạng đi. Anh ngu thì cứ đổi tới tại tao cũng biết ta soi máy thằng thằng đấy. Không biết lập mạng đi đâu. Không kể. Nếu mà để tao lên đời xong mới việc được. Lại đổi tớ đánh ngu thì cứ đổi cho người khác. Mày có lý do vào đi.
Vào đi Phúc ơi. Thấy có thằng ngu mà tự nhận anh ngu không? Vào vào đánh đi nhá. Đừng để... bảo ông nghỉ được không ạ? Vào đánh đi, tao xem, tao xem. À xem hả? Tao xem Trần tao đi ngủ với Mai đi làm. Đi để vào đi hỗ trợ với thằng ấy Phúc. Đi cho máy Phúc đi. Phúc ơi, tao cho máy là đang quay phát đấy. Tao mà đánh cẩn thận vào. Dũng cặp với võ mà thua thì chứng tỏ là tao khỏe hơn võ đúng không? Đúng. Tao cặp với võ thì tao thua được. Là thắng đây, bà hai ơi. Tao đi vào năm rồi, võ ơi. Yes. Hùng xem à? Hùng Dâm với lại thần thông nó còn thua cơ mà. Nhưng mà giờ Phúc vẫn đánh với thần lắm. Ai Phúc còn dẹp với Phúc? Có thể là bắt cầu được á, cái đấy hoặc là mới ngu được đúng. Mà với lại trong đời đánh ăn đánh gian đương thì ngang với giống mà khi nếu mà đánh gian đương đánh đôi đánh cặp sao được tao. Ờ đánh giống đánh gian đương mày ai chứ mấy gian đương mày đấy. Mấy giờ để bullet thế này? À Phúc, mấy giờ để bullet thế này? Không biết. Chẳng mấy giờ để làm gì chứ mà. Có mấy giờ kêu lắm, cái cổ nghỉ thì xem à, nghe không? Đây thì nó có xem cả. 9 giờ đó, còn đây nhà cô. Đánh tư tế vào. Tư tế vào, không cần cầu vậy, F3 này, lại mới cho. Không, không bắt đầu chuẩn bị tư. Đi ngủ đi à? Người ta nói, người ta nói cho tôi vui. Đánh, đánh, đánh. Hả? Đi ngủ à? Cái thể loại này là tay. Giờ ngủ đây. Nói chuyện lúc nói thì ngon lắm rồi, vào chơi được tí là làm ra hẹo. Không qua theo rồi tình độ kiếm. Nên người ta nói ít thôi. Ăn trận này rất thích được không ạ? Tiếp trận rồi. Gì ạ? Chết chết được sang rồi, may không cửa, kiểu sang bả nó chết. Chết luôn, ma dần, chậm ma dần. Chém. Chém cả.
Nào thằng nào đấy? Không ơ. Không. Phúc ơ. Ôi. Lên được đời chưa? À chà. Đi ra ngoài à? Dũng ơi chạy đi. Dân ăn quả xong rồi kìa Dũng. Chuẩn bị trận đi thằng thằng Thông lại chửi thằng Phúc rồi hai thằng có kia lại đéo đánh được với nhau rồi. Ừ, đúng rồi, giá bên đó đúng không? Có mày quá trên rồi đó. Ừ, Thông mình là hắn ăn mẹ ăn hết bảy quá rồi. Nó chả chả cánh bên kia đang sọc nhau rồi. Cũng ơn nâng chật gờ, nâng bản đồ lên tao xem thằng Thông ấy. Đúng rồi. Đi. Đi. Cháu này như cũng bơm nhé. Cháu vịt không đủ lời, à không đủ lực. Đập đi Dũng. Đập con tên đi. Thank you.
nhiêu cái nhỉ? Hay quá. Chẳng ăn xem lần kia đéo này đợi. Rồi rộng quá. Tunggu. Ya, Bos. Oh. Ada di sini. Ada di sini.